Thưa quý vị, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, đại diện một số đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội, thành viên ban chỉ đạo, tổ biên tập cuốn sách. Cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức xuất bản. Cuốn sách gồm 844 trang, tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược sâu sắc về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các ý kiến tại buổi lễ nhấn mạnh là người dành nhiều tâm huyết, chăn trở cho hoạt động của Quốc hội, đặc biệt với kinh nghiệm thực tiễn qua hai nhiệm kỳ giữa cương vị Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bằng các đúc kết cô đọng của mình trong các bài viết, bài phát biểu, đã chỉ rõ những kết quả cụ thể đạt được trên từng lĩnh vực, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận về những hạn chế tồn tại trong tổ chức hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua. Cuốn sách chính là kim chỉ nam để các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Trên cơ sở quan điểm đường lối của Đảng, hiểu rõ những yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhằm không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động Quốc hội, đẩy mạnh hoạt động lập pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai minh bạch, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, trong đó có việc tăng cường giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình và giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nâng cao chất lượng trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng thực chất hơn, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác với nghị viện các nước trong khu vực và trên thế giới. Tôi tin chắc rằng trong số chúng ta ngồi đây có nhiều đồng chí vẫn ghi nhớ một điều rất đặc biệt. Đó là vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2006, khi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhận chức Chủ tịch Quốc hội, đó là việc đồng chí đã dẫn hai câu kiều: nghĩ mình phận mỏng cánh chuồng, khuôn xanh đã biết vuông tròn mà hay. Lẫy kiều để bày tỏ lòng mình như vậy, chúng ta cũng thấy được sự cẩn trọng, khiêm tốn, cầu thị của đồng chí khi được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, và cũng là lời hứa quyết tâm và trách nhiệm của mình với Đảng, với Quốc hội và với nhân dân. Các ý kiến cũng khẳng định, cuốn sách cho thấy rất rõ tư duy phản biện và logic, cách tiếp cận toàn diện với quan điểm biện chứng khách quan, sự am hiểu sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự đúc kết lý luận, tổng kết sâu sắc, bài học kinh nghiệm và thực tiễn phong phú xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua kết quả nghiên cứu dày công, tâm huyết trách nhiệm của người lãnh đạo hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Cuốn sách là tài liệu rất quý, có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đọc cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn quan điểm, định hướng, nhiệm vụ và quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với trí tuệ uyên bác, sự am hiểu sâu sắc về hoạt động của Quốc hội, Tổng Bí thư đã có những phân tích, luận giải khoa học và những chỉ đạo quan trọng, đúc rút những vấn đề có tính quy luật khách quan, góp phần làm sáng rõ hơn bước phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời có giá trị định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, cử tri và các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Quốc hội tổ chức nghiên cứu sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để quán triệt triển khai trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cũng như trong hoạt động tham mưu phục vụ Quốc hội, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu đổi mới, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo đúng định hướng của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra, chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục thể chế, cụ thể hóa sâu sắc hơn nữa các quan điểm chủ trương của Đảng, quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng hiệu quả của việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn, xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội nắm vững hơn nữa quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như về tổ chức hoạt động của Quốc hội, từ đó có những đóng góp tích cực hơn nữa cho công cuộc đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,